Và bây giờ xin mời bà con mình nghe bài viết của Phan Nhật Bác. Bác sĩ Hà Thúc Nhân, anh hùng cá nhân hay chống tham nhũng? Tôi nhớ ngày 28 hay 29 tháng 3 gì đó, tôi chạy từ công tâm về Nha Trang đến quân y viện Nguyễn Huệ trình diện, thì cục diện chẳng sáng sủa gì. Mấy quan doctor đang chân trong chân ngoài chờ chạy. Thương binh được cho xuất viện chẳng lý do, mạnh ai nấy đi, đơn vị nào nữa để về, mang nguyên bộ đồ bệnh nhân đi lang thang. Tôi đậu chiếc xe trước căn nhà có hình thờ bác sĩ Hà Thúc Nhân, vào thắp cho ông ba cây nhang. Chờ tàn nhang xong, tôi ra xe chạy về trung tâm 2 chỉnh hình, tìm thằng bạn cùng khóa để đi về Cam Ranh. Nhưng hắn lẹ chân biến mất, xe chỉ đủ xăng cho đoạn đường ngắn. Tôi lại trở về quân y viện Nguyễn Huệ. Lúc này bỏ ngỏ chẳng ai canh gác, rồi ngủ lại đó một đêm, sáng hôm sau tính. Phố xá ầm ĩ, tiếng xe đục mọi loại, tuyệt nhiên không nghe súng Việt Cộng nó còn ở đâu xa lắm. Trên quốc lộ 21 hay ở Tu Bông Vạn Giả, thì nghe tin mấy ông dù bỏ phòng tuyến Khánh Dương xuôi Nam. Tiếng radio từ phía những căn nhà dân, đài BBC tường thuật những cuộc lui binh như rắn không đầu của Nam quân một cách hả hê. Mẹ, cái đài thân Việt Cộng này nó ăn bã chó, lúc nào cũng tung tin thất thiệt, nhưng kỳ này nó tung tin thiệt chứ chẳng chơi. Hai ông thương binh ngồi chồm hổm trước câu lạc bộ nhìn từng đoàn người đi ngang, chùi nước mắt. Kỳ này mình mất nước thiệt rồi cha! Ê, giỡn hoài! Mình sẽ tung quân đánh lại chứ, mình còn lính mà. Lính mẹ gì, hết đạn rồi, chạy làng hết rồi. Nghe hai ông thương binh không biết bệnh gì, có vẻ sốt rét. Tôi không buồn lên tiếng. Cái quân y viện Nguyễn Huệ này nổi danh năm 1970 về vụ làm loạn của bác sĩ Hà Thúc Nhân. Nó chưa rõ ràng, nhiều thông tin thiêu dệt không người cải chính vì bác sĩ Nhân đã bị bắn chết trong căn phòng của ông. Dù ông đã đầu hàng, người thương bệnh binh tham gia cuộc làm loạn khai với an ninh quân đội, nhưng bị ém nhẹm. Hôm nay, từ năm 1970 đến 2021, tôi khui lại cái hũ mắm này khi đọc một bài viết của một ông bác sĩ nhãn khoa tên B, làm chung với bác sĩ Nhân. Vâng, những gì có lịch sử trả cho lịch sử, những bóp méo câu chuyện, dàn dựng một câu chuyện đấu võ của thiếu tá hiện trưởng ban tâm lý chiến của quân y viện Nguyễn Huệ với bác sĩ Nhân, như một câu chuyện giang hồ hảo hấn, đánh nhau để phân tài cao thấp, không hề có với ông bác sĩ dân trí thức Hà Thúc Nhân, rồi bịa ra ông bác sĩ Nhân thua vì uống thuốc Valium và Thorazine đêm qua, bị ông thiếu tá hiện hạ gục, nên bác sĩ Nhân thù giết ông hiển sau này. Bài viết được đăng trên WordPress tháng 12 năm 2011 do Lâm Đông Tâm post lên mà không có một chút suy nghĩ đúng sai của bài viết. Bác sĩ Hà Thúc Nhân là trưởng phòng tai mắt mũi họng. Tôi không biết tại sao lại có chuyện kỳ lạ này vì ông bác sĩ nhãn khoa B có riêng biệt một phòng cho nhãn khoa biệt lập với ông bác sĩ Nhân nhưng lại dưới quyền ông Nhân. Hai ông cùng đại quý y sĩ, nhưng ông Nhân là đàn anh. Chuyện dưới quyền là chuyện thường theo hệ thống quân giai, dù ông bác sĩ B lớn hơn 2 tuổi. Ông Nhân bị bệnh tâm trí, như ông bác sĩ B chụp lên đầu ông bác sĩ Nhân mà không có một hồ sơ bệnh lý. Đây là một chuyện tắc trách khi ông là một bác sĩ mà viết như vậy. Ông Nhân đàn guitar hay, giỏi cờ tướng và võ nghệ cao cường, bắn súng con rất hay. Đây là chuyện thật bình thường. Một ông bác sĩ độc thân, lúc ông bị Lý Bá Phẩm ra lệnh bắn chết. Gia tài bác sĩ Hà Thúc Nhân chỉ có 2 bộ đồ lính màu ô liu và 1 bộ đồ màu vàng đi phép. Thêm chuyện bác sĩ Nhân đánh ông thầy Nguyễn Văn U, trưởng khu gia tại Bệnh viện Bình Dân, theo lời viết của ông bác sĩ B. Ông Nhân đã nộp luận án từ cuối năm y khoa thứ 5, mà 2 năm sau chưa được sửa. Ông Nhân từ Nha Trang về thẳng phòng mạch ông thầy nói, xin thầy cho một cái hẹn nhất định 1, 2, 3 năm nữa,
miễn là em khỏi đi lại mất công. Vì ông Nhân không thích quà cáp cho ông thầy mình, ông U giận quá lên tiếng, anh ra lệnh cho tôi phải không? Thì ông bác sĩ Nhân dặn từng tiếng, thầy bất nhân đừng trách học trò bất nghĩa, rồi tặng ông thầy một cái tát tay nảy lửa. Ông thầy U thưa lên khoa trưởng trình lên cục quân y rồi chìm xuồng. Ông bác sĩ Nhân không bao giờ có luận án tiến sĩ y khoa quốc gia, chuyện này bịa rõ ràng. Sinh viên y khoa trình luận án vào năm thứ sáu và phải qua kỳ thi sát hạch trước mấy ông giáo sư y khoa quần tơi tả, rồi tốt nghiệp mang lon trung quý, nếu rớt phải học lại, chứ không có vụ bác sĩ mà không có luận án trước khi ra đáo nhậm đơn vị. Chuyện bác sĩ Hà Túc Nhân đánh thầy là chuyện không bao giờ xảy ra thời Việt Nam Cộng Hòa. Tôn sư trọng đạo, quân sư phụ, người trí thức không dám nói nặng với thầy, thì chuyện đánh là chuyện bá láp, và cục quân y không bao giờ dung dưỡng cho một bác sĩ vô kỷ luật. Nước có phép nước, quân đội có kỷ luật của quân đội. Ông bác sĩ Trung tá Phùng Quốc Anh, chỉ huy trưởng quân y viện Nguyễn Huệ, hơn ông bác sĩ Nhân hai cấp, có quyền tuyên chuyển và kỷ luật ông Nhân nếu ông Nhân làm bậy. Như bài viết của ông bác sĩ B, một người làm chung một khu tai mắt mũi họng, câu chuyện được ông bác sĩ B thêu dệt như sau. Lúc bác sĩ Nhân nhập viện tại Tổng y viện không biết vì bệnh gì, bị một ông thượng sĩ phụ tá ông bác sĩ đại tá khiển trách đòi phạt. Khi ông bác sĩ Nhân mặc đồ lính đeo lon đại quý, mang đôi dép lạch bạch trong sân Tổng y viện Cộng Hòa. Ông Nhân là bệnh nhân của Tổng y viện Cộng Hòa và là bác sĩ đại quý. Ông thượng sĩ không có quyền khiển trách bệnh nhân, còn đòi phạt là chuyện trái ngược trong quân đội. Chuyện này ông bác sĩ B viết tùy hứng. Rồi sáng hôm sau như ông bác sĩ B viết, ông bác sĩ Nhân ăn mặc lon lá chỉnh tề, xách cổ ông thượng sĩ lên văn phòng, ông đại tá chỉ huy trưởng nói, anh để lính anh xem thường tôi. Rồi quăng ông thượng sĩ vô lòng ông đại tá chỉ huy trưởng Tổng y viện Cộng Hòa. Ông bác sĩ đại tá hơn ông bác sĩ đại quý Hà Túc Nhân đến ba bậc. Tôi đọc xong rất phẫn nộ cho sự viết tráo trở này của ông bác sĩ B, đành phải lên tiếng. Một ông quan ba doctor mà ba gai vô kỷ luật như vậy sao? Bác sĩ Hà Thúc Nhân chống tham nhũng là chuyện có thật. Thử làm một con số, quân y viện Nguyễn Huệ với cấp số trên 400 giường bệnh mỗi ngày, một thương bệnh binh được cấp dưỡng là 200 đồng tiền Việt Nam Cộng Hòa, thời 1970. 200 đồng nhân lên cho 400 người một ngày là 80.000 đồng cho nhà thầu nấu ăn. Mà con số thương binh lúc nào cũng quá tải do khai gian lo lót cho bác sĩ điều trị trốn đi hành quân. Đa số lính địa phương quân tiểu khu Khánh Hòa, chuyện này các bệnh viện và quân y viện nơi nào cũng có. Chưa tính chuyện lấy thương bệnh binh bị lao phổi chụp phim ghép cho các thanh niên con nhà giàu để hoãn dịch, lấy tiền cả 100.000 một vụ. Người viết là chứng nhân của các vụ lừa đảo này. Dưới tay các ông bác sĩ, ông nào cũng có vài ông lính nhập viện giữ lại làm thằng số, nhưng lương thì không lãnh, để ông trưởng phòng lãnh. Nhà thầu muốn được trúng thầu phải hối lộ, qua sĩ quan quản lý quân y viện, là ông thiếu tá Đặng Mai cùng chia chác với ông bác sĩ chỉ huy trưởng lúc đó là Trung tá Phùng Quốc Anh. Một bữa ăn của thương binh tốn khoảng 70 đồng là cùng, vì nhà thầu cho ăn toàn thịt bò già hay thịt trâu cùng những loại cá rẻ nhất là cá nục, rau cải toàn là mua rẻ từ chợ Đầm Nha Trang. Những thương bệnh binh nặng nuốt không vô loại đồ ăn này, dư thừa mứa, ông thiếu tá Đặng Mai, sĩ quan quản lý, gom về nuôi heo mập ú rồi bán lại cho quân y viện Nguyễn Huệ. Một hệ thống tham nhũng nằm trong quân y viện và bệnh viện dã chiến trên 4 vùng chiến thuật, các căn cứ tồn trữ y dược, đến một con số kinh khủng, lên đến mấy trăm triệu tiền Việt Nam Cộng Hòa. Ông Đặng Văn Nhâm có viết vụ tham nhũng của ngành quân y, nhưng sai nhiều chuyện. Tổng y viện Cộng Hòa không có con số 6.000 giường bệnh, chỉ có 1.600 là tối đa. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa có hai tổng y viện, một là Tổng y viện Cộng Hòa ở Gò Vấp, hai là Tổng y viện Duy Tân ở Đà Nẵng. Chỉ cần mỗi tháng vài anh thanh niên miễn dịch vì lao phổi là ăn tiền.
các ông còn tranh nhau những dịch vụ khám bệnh màu mỡ tại Sài Gòn. Ông lớn trường quân y thì lấy nơi khám bệnh ngon nhất của đàn em, để đàn em nói hữu giọng vô mưu. Nhiều ông sau này ra hải ngoại thăm làm bảo hiểm y tế, làm nhục lây đến các ông khác trong sạch. Tụi Mỹ nó nói dân trí thức tụi bay làm như vậy thì làm sao trách được dân cu ly. Bác sĩ Hà Thúc Nhân sinh tại Ninh Thuận, trong một gia đình nghèo học trường Petruski. Ông học rất giỏi và không hề nói là cháu của Hà Thúc Ký, vì ông Hà Thúc Ký chẳng là cái gì để ông bác sĩ Hà Thúc Nhân dựa hơi. Ông bác sĩ Nhân ở trong khu sĩ quan độc thân tại quân y viện Nguyễn Huệ, ăn chung với thương binh tại nhà bàn, tánh nóng, thẳng ruột ngựa nên dễ gây thù chuốc oán với đồng nghiệp và cùng bệnh viện, nhất là ông thiếu tá trưởng phòng chiến tranh chính trị, một cái chức vô ích tốn kém ngân quỹ quân đội, gái gú, nhảy nhót, chưa bao giờ tổ chức được một buổi văn nghệ giúp vui cho thương binh tại quân y viện Nguyễn Huệ, nên bác sĩ Hà Thúc Nhân không ưa. Khi bác sĩ Nhân tìm cách giúp một vài thương binh thân tín kéo dài ngày điều trị tại quân y viện Nguyễn Huệ, thì ông Hiển và ông thiếu tá quản lý Đặng Mai nghĩ ông bác sĩ Nhân ăn hối lộ không chia chác. Một giọt nước làm tràn ly không thể giải quyết được khi bác sĩ Nhân có lệnh thuyên chuyển lên Pleiku. Ông khai bệnh tự ý nhập viện nhằm điều tra ai chơi mình. Sau khi biết rõ ông thiếu tá Mai sĩ quan quản lý báo cáo về cục quân y, ông ra tay thanh toán ông thiếu tá Hiển tại bãi biển Nha Trang trước. Ông không bắn mà là một đàn em thân tín trung sĩ biệt động quân mà ông Nhân giúp giải ngũ bắn, cho nên quân cảnh tư pháp và an ninh quân đội không đủ chứng cứ để buộc tội bác sĩ Nhân. Khác với những gì trong bài viết của ông bác sĩ B, là bác sĩ Nhân nói ông đã bắn thiếu tá Hiển và ép ông bác sĩ B khai với an ninh quân đội là bác sĩ Nhân không đi ra ngoài trong đêm thiếu tá Hiển bị bắn. Lại thêm chuyện quân y viện mà không mổ được viêm ruột thừa, ông bác sĩ B phải chuyển người qua bệnh viện dân sự để mổ. Nhân cơ hội này, ông B gặp ông tướng Cảnh và ông đại tá Phẩm trình bày cuộc nổi loạn. Người không phải trong ngành quân y đọc bài của ông bác sĩ B thì tin ngay, chụp đăng vì đề tài quá hấp dẫn. Thanh toán xong ông thiếu tá Hiển thì bác sĩ Nhân tập hợp khoảng 12 tay thẳng số thương bệnh binh, tức là những thương binh còn khỏe được quân y viện giữ lại, gọi là tập dịch. Những tay này thân tín, khui kho súng, ông bác sĩ Nhân dẫn thương bệnh binh đến nhà ông thiếu tá Mai sĩ quan, quản lý, bắn heo mỗi ngày một con, đem về cho nhà bếp nấu cho thương bệnh binh ăn, không có ý định giết ông Mai vì ông Mai không chống lại bác sĩ Nhân. Còn chuyện ông thiếu tá quỳ xin ông bác sĩ đại quý tha mạng là chuyện ruồi bu của ông bác sĩ B viết. Ông bác sĩ B viết, ông đi theo thương binh, nghe ông bác sĩ Nhân bắn heo để bảo vệ vợ con ông Mai sợ lạc đạn, đúng là láo. Chuồng heo cách xa nhà, làm gì có vụ bắn lạc đạn. Cuộc làm loạn ở quân y viện Nguyễn Huệ không đến nỗi đẩy ông tướng Võ Văn Cảnh, tư lệnh sư đoàn 23 ra tay. Như bài viết của ông bác sĩ B, một mình ông Lý Bá Phẩm tỉnh trưởng Khánh Hòa và một trung đội thám kích tỉnh đủ để giết đám làm loạn tại quân y viện Nguyễn Huệ do bác sĩ Nhân cầm đầu. Lính quân y là đơn vị không tác chiến, chỉ trang bị carbine M2, làm gì có cối và đại liên M60 và M16 như ông bác sĩ B viết. Lúc bác sĩ Hà Thúc Nhân bị lính của ông tiểu khu trưởng Phẩm dùng xe thiết giáp bao vây tại quân y viện Nguyễn Huệ, thì tại Sài Gòn, bác sĩ Phạm Văn Lương, bạn của ông bác sĩ Nhân, ôm lựu đạn đến trụ sở Hạ viện ngồi xin can thiệp để cứu bác sĩ Hà Thúc Nhân bạn mình, chắc chắn sẽ bị giết bởi tụi tham nhũng. Nhưng vô ích, tụi nó bao che nhau từ trên xuống dưới. Bác sĩ Hà Thúc Nhân chỉ là một anh hùng cô đơn và bị bắn chết. Bác sĩ Lương bị đẩy ra Tổng y viện Duy Tân Đà Nẵng và chết trong trại cải tạo sau năm 1975. Và thời gian này, bác sĩ Thiếu tướng Vũ Ngọc Hoàng, Cục trưởng Cục quân y, bay ra Nha Trang để cứu bác sĩ Nhân, nhưng đã trễ. Đại tá Lý Bá Phẩm cho thiết giáp tấn công giết bác sĩ Nhân. Lúc này báo chí trùm beng lên, nói phe ông Kỳ là bác sĩ Nhân và bác sĩ Lương chơi ông Thiệu,
và chửi luôn ông sếp ngành quân y thiếu tướng Vũ Ngọc Hoàng. Ông có vợ đầm và cũng chẳng ham hố cái chức cục trưởng cục quân y. Ông B còn bị ra chuyện ông bác sĩ Hà Thúc Nhân bị bệnh giang mai, dụ một đứa con gái 19 tuổi, canh ngày trứng rụng làm tình đẻ con ra, đem đi xét nghiệm coi có bị dị tật không. Một lối vu khống thật kinh khủng của ông bác sĩ B không thể tưởng tượng. Một dân trí thức viết về người đồng nghiệp mình một cách cạn tàu ráo máng. Nào là ông bác sĩ Nhân đấu võ tàu, bắt nhân dân tự vệ nhốt. Ông đại tá Lý Bá Phạm phải thân hành gặp ông bác sĩ Nhân xin thả nhân dân tự vệ, bị ông Nhân mắng, thượng bất chánh hạ tất loạn, chuyện vô lý, chuyện nhân dân tự vệ chỉ do ấp trưởng phụ trách, làm gì đến đại tá tiểu khu trưởng Lý Bá Phẩm, vậy mà ông bác sĩ B viết cho được. Còn làm bệnh lý giả, đục trong mắt cho em mình để giải ngũ loại ba. Ông này sĩ quan bảo an đoàn lúc này năm 1970, làm gì còn bảo an đoàn, vân vân. Nếu đục trong mắt chỉ có bác sĩ nhãn khoa mới làm được. Ông bác sĩ Nhân chuyên về tai mũi họng. Ông làm sao gây áp lực với ông nhãn khoa, bộ mấy ông nhãn khoa hàng đến vậy sao? Ông bác sĩ B viết ông Nhân một anh hùng lương sơn bạc, dưới tay là đàn em biệt kích. Một hôm cố ý đụng xe của bà tướng Phú khi bà mua đồ ở Nha Trang. Mà lúc này ông tướng Phú đang làm tư lệnh sư đoàn một bộ binh. Rồi ông tướng Phú giảng hòa, gọi điện mời ông bác sĩ Nhân dùng cơm. Ông bác sĩ Hà Thúc Nhân đơn đau phó hội không sợ bị thanh toán. Một ông tướng mà lại sợ ông đại quý mới lạ. Toàn bộ bài viết của ông bác sĩ B nào đó được đăng trên WordPress mà không có một suy nghĩ đúng sai tối thiểu. Nó như một câu chuyện tầm phào viết sao cũng được. Vì ông bác sĩ Hà Thúc Nhân đã chết. Người chết đâu có đội màu sống lại để tranh luận. Ông B còn bị nhốt quân lao 10 tháng. Chỉ để khai 1.000 trang giấy. Khi chưa có án tòa, ai ra lệnh nhốt ông B, rồi một tháng về nhà với vợ con một lần. Vụ nổi loạn của bác sĩ Hà Thúc Nhân gây sóng gió một hồi rồi thôi. Thường phái binh và phong trào chống tham nhũng nổi lên làm ông Thiệu không yên. Sau này năm 71, nhóm báo Sóng Thần do bà Trùng Dương và Chu Tử có vinh danh ông bác sĩ Nhân, nhưng không đưa ra rõ ràng nguyên nhân bác sĩ Hà Thúc Nhân nổi loạn. Ông bị bắn vào đầu sau khi bị thương đã đầu hàng, theo lệnh một ông nào đó. Chắc là ông đại tá Lý Bá Phẩm hay ai khác có trời mới biết. Tôi viết bài này theo lời một thương binh trong nhóm nổi loạn bị tòa án quân sự mặt trận kết án 7 năm. Ông bắn nhầm một người quân cảnh Mỹ chết. Kể lại sau năm 75, tên NTH. Lúc Việt Cộng chiếm Nha Trang, giải thoát tù nhân ở Lao Tỉnh. Lịch sử cần phải tôn trọng sự thật, viết láo viết xạo không tốt. Ông bác sĩ B khu tai mắt mũi họng quân y viện Nguyễn Huệ cần phải tôn trọng người đã mất. Và đồng nghiệp của mình, tên là Hà Thúc Nhân chưa muộn. Một lời xin lỗi. Thưa ông, bác sĩ B, nếu ông còn tại thế. Tác giả Phan Nhật Bắc, Melbourne, đầu xuân 2021. Xin cảm ơn tác giả Phan Nhật Bắc và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.